Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 28 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức trao giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 21 năm 2022. Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Nam tổ chức đón nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á. Một vấn đề quan tâm có phóng sự, ngành giáo dục đào tạo Quảng Nam đang chuẩn bị những gì cho năm học mới 2022-2023. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Tộc Hồ Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho Tộc Hồ trên địa bàn tỉnh tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng họ Hồ Quảng Nam đã hoạt động hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc xây dựng kết nối gia phả dòng họ được chú trọng triển khai thực hiện, đẩy mạnh khuyến tài khuyến học thông qua các hoạt động vinh danh cho các cháu đỗ đại học điểm cao và tiếp bước cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Kiện toàn và phát triển hội đồng họ Hồ các cấp trong tỉnh nhằm liên kết bà con trong họ hướng về cội nguồn gắn kết dòng tộc. Nhiệm kỳ qua với tinh thần tương thân tương ái, hội đồng họ Hồ đã trực tiếp thăm hỏi trao quà các thành viên trong tộc họ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 120 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, họ Hồ đề ra định hướng hoạt động tập trung vào việc kết nối thành lập hội đồng họ Hồ ở các huyện có đông đảo bà con họ Hồ sinh sống trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến tài khuyến học, duy trì họp mặt truyền thống dòng họ thường xuyên để tạo sự gắn kết. Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích Văn Thánh Khổng Miếu, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức trao giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 21 năm 2022 cho những cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học. Những tập thể cá nhân được nhận giải thưởng Phan Châu Trinh lần này là điển hình của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập và rèn luyện, là những tấm gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Giải thưởng Phan Châu Trinh chính là sự ghi nhận, quá trình phấn đấu đó là động lực để những tấm gương nghiên cứu, hiếu học tiếp tục phấn đấu vươn cao hơn trong lĩnh vực mà mình học tập nghiên cứu. Tại buổi lễ, ban tổ chức giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 21 năm 2022 đã trao 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí khen thưởng hơn 290 triệu đồng. Trong đó có 3 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, 2 người, thạc sĩ 4 người và 4 em học sinh đạt giải cấp quốc gia. Và hai tổ chức đã có thành tích đóng góp cho giải thưởng Phan Châu Trinh và công tác khuyến học khuyến tài. Việc trao giải thưởng Phan Châu Trinh nhằm khuyến khích việc học, vận động giúp đỡ con em những gia đình khó khăn có điều kiện đến trường. Sáng nay, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam thuộc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ tổ chức đón nhận giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á, giải thưởng do tạp chí Nguồn Nhân lực Châu Á bình chọn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Bảo Việt Nhân Thọ trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhân văn và tạo cơ hội phát triển cho tất cả nhân viên, trưởng ban, trưởng nhóm, tư vấn viên. Tại Bảo Việt Nhân Thọ, ngoài việc nhận được mức thu nhập cao xứng đáng, các ứng viên còn có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Ghi nhận những đóng góp của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ vào sự nghiệp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trong suốt thời gian qua, dịp này Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Hiện Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ có 76 công ty thành viên với mạng lưới phục vụ khách hàng rộng khắp trên toàn quốc, đồng thời đang dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Tại Quảng Nam, Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam đã và đang đồng hành với hơn 100.000 khách hàng, chi trả tiền bảo hiểm và đáo hạn với tổng giá trị lên đến 150 tỷ đồng. Hiện mạng lưới tổng công ty có gần 240.000 cán bộ và tư vấn viên trên khắp các tỉnh thành và họ đều kiên tâm hướng tới mục tiêu bảo vệ gia đình Việt, mang lại thịnh vượng và bình an cho mỗi mái ấm gia đình. Tin tức trên các lĩnh vực khác. Thưa quý vị, cảng biển Chu Lai hiện đã được quy hoạch từ cảng biển loại 2, loại cảng tổng hợp địa phương thành cảng biển loại 1, tức là cảng quốc gia, đầu mối khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Quảng Nam phối hợp với các bộ ngành đề xuất dự án báo cáo cấp thẩm quyền xem xét đối với chủ trương xã hội hóa đầu tư luồng cửa lỡ cho tàu 5 vạn tấn. Mục tiêu của tỉnh là sẽ phát triển cảng biển Chu Lai là cảng chuyên dụng về container, cửa ngõ ra biển Đông của vùng Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Một lượng lớn hàng hóa về công nghiệp, nông nghiệp qua chế biến, trái cây tươi với vùng nguyên liệu rộng lớn từ địa phương Tây Nguyên, Nam Lào sẽ xuất đi từ cảng biển Chu Lai.
Tổng thu ngân sách nhà nước đến cuối tháng 7 năm 2022 là 21.300 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ. Phần lớn nguồn thu này đến từ khu vực công thương ngoài quốc doanh. Trong số này, thu nội địa đạt hơn 15.563 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ. Cho đến thời điểm hiện tại, phần lớn số thu ngân sách của tỉnh chủ yếu ở khu vực công thương ngoài quốc doanh, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ tập đoàn ô tô Trường Hải, cùng với đó là nguồn thu từ các doanh nghiệp thủy điện, với tổng doanh thu của hai nguồn thu lớn này lên đến 11.269 tỷ đồng, chiếm hơn 72% thu nội địa, đạt 93% dự toán năm 2022 và tăng 50% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm nay cũng cải thiện đáng kể. Số thu hiện đã vượt dự toán cả năm với hơn 5.696.000 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tương ứng với khoảng 121% dự toán và bằng 265% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, theo kế hoạch, Quảng Nam hiện đang chú trọng phát triển, thu hút đầu tư vùng ven biển với các lĩnh vực du lịch sinh thái, công nghiệp, công nghệ cao, bất động sản cao cấp. Quảng Nam hiện đang ưu tiên phát triển cảnh quan nhằm hướng đến tuyến đường ven biển, tạo động lực phát triển cho khu vực ven biển, tạo nên ấn tượng mới của tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, Quảng Nam vẫn còn quỹ đất dồi dào tại khu vực ven biển kéo dài từ phía nam Đà Nẵng đến giáp tỉnh Quảng Ngãi với 125 km. Đây được xem là khu vực động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương trong tương lai bằng những dự án công nghiệp, du lịch, bất động sản cao cấp. Khu vực này sẽ được phát triển du lịch ven biển kết hợp với phát triển đô thị và công nghiệp là hành lang hạ tầng quan trọng với đa dạng loại hình giao thông. Về tương lai, phương án mở rộng đến năm 2050 gắn với lưu lượng hành khách qua sân bay Chu Lai, lượng hàng qua hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, sự hình thành và phát triển của các khu đô thị và khu du lịch. Tại công ty cổ phần May Tuấn Đạt, cụm công nghiệp Trường Xuân, Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 trong đoàn viên công nhân lao động năm 2022. Lễ phát động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiếp tục khơi dậy tinh thần tích cực tự giác trong việc thực hiện tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 trong đoàn viên công nhân lao động đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố trước nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19. Ngay sau lễ phát động, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã phối hợp với công đoàn công ty cổ phần May Tuấn Đạt tổ chức tiêm vaccine nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho gần 1.000 trên 1.250 công nhân của công ty, phấn đấu thực hiện hoàn thành theo kế hoạch tiêm vaccine của thành phố Tam Kỳ đến ngày 30 tháng 8 với số lượng gần 6.400 công nhân lao động. Nằm trong các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa tại huyện miền núi Phước Sơn, ngày 27 tháng 8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với huyện Đoàn Phước Sơn tổ chức chương trình Hành quân xanh nhằm mục đích trao sinh kế cho các bạn đoàn viên xã Phước Đức. Chương trình Hành quân xanh do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam phát động thực hiện với nhiều hình thức trao sinh kế, như trao sinh kế chăn nuôi cho hai đoàn viên, mỗi đoàn viên được hỗ trợ 7 triệu đồng để mua gà vịt giống, nhằm phát triển mô hình chăn nuôi ngay trong vườn nhà. Trao sinh kế chăn nuôi cho hai đoàn viên, mỗi đoàn viên được hỗ trợ 2 triệu đồng để mua cây giống dổi xanh, thực hiện mô hình kinh tế vườn đồi. Ngay sau khi được trao sinh kế, các bạn đoàn viên được tập huấn kỹ năng chăn nuôi, kỹ năng trồng trọt và kỹ năng phòng cháy chữa cháy rừng để các đoàn viên thực hiện các mô hình đạt hiệu quả cao và có phương án phòng ngừa các rủi ro. Dịp này, các bạn đoàn viên thanh niên công an tỉnh và đoàn viên thanh niên huyện Đoàn Phước Sơn đã đến thăm và học hỏi các mô hình chăn nuôi đã đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã trao 4 suất quà cho những người có uy tín đang sinh sống trên địa bàn. Thưa quý vị, từ những nghề thủ công truyền thống, công nghệ phát triển đã hỗ trợ tích cực cho việc ứng dụng, phục vụ phát triển làng nghề kết hợp với sự phát triển của du lịch. Điều này đã hỗ trợ nhiều cơ sở nghề truyền thống mới hình thành, nhiều nghề thủ công cũng đã phát triển sáng tạo, cùng với đa dạng các loại hình sản phẩm mẫu mã, mở rộng thị trường đến với nhiều quốc gia trên thế giới, thông qua các nền tảng số, giao dịch online và sự phát triển của thương mại điện tử. Đúc vàng YouTube mà gỗ nghệ thuật Âu Lạc có được là sự vận dụng sáng tạo thành công hình thức kinh doanh mới này để phát triển thị trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm làng nghề. Đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, thị trường gỗ mỹ nghệ chính là Trung Quốc cũng gần như đóng băng. Trong khó khăn, khi mà mọi hoạt động giao thương xuất khẩu đều phải dừng hẳn, thì gỗ nghệ thuật Âu Lạc bất ngờ xuất hiện trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trang YouTube. Lượng view sau vài tháng đã lên đến vài trăm ngàn, nhận nút bạc, rồi đến nút vàng YouTube vào cuối năm ngoái. Chính cái online trên YouTube này nó đã giúp cho Âu Lạc ổn định trong hè nam đại dịch.
giải quyết cái công an việc làm của xưởng sản xuất vẫn ở trong tình trạng là bình thường và tốt. Đấy. Thì cái hướng đi này nó mở ra không chỉ là một cái dòng sản phẩm hiện đại phục vụ cho cái giới trẻ trong nước mà đặc biệt là giới trẻ quốc tế, bởi vì cái những cái sản phẩm này làm được lấy từ những cái ý tưởng của các cái phim hoạt hình mà ăn khách nhất trên thế giới hiện nay. Nằm ngay cạnh chân cầu Cửa Đại, xưởng tre Tabu Bamboo của anh Võ Tấn Tân thu hút du khách tham quan mua sắm bởi sự độc đáo của các sản phẩm làm từ tre. Những sản phẩm của anh không chỉ mang tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường mà còn góp phần làm thức dậy một làng nghề tưởng như đã mai một. Đại dịch Covid-19 bùng phát, du lịch cũng tạm dừng. Sản phẩm của xưởng tre Tabu Bamboo Hội An chuyển sang bán hàng trực tuyến. Những sản phẩm này cũng đã được anh Tân xuất bán tại nhiều nước trên thế giới. Lượng bán không bằng so với trước nhưng vẫn giúp cơ sở duy trì sản xuất, doanh thu ổn định bất chấp tác động của đại dịch. Đi theo hướng du lịch không hoàn toàn về du lịch thì chắc chắn mình sẽ luôn rất là nặng. Nhưng mà mình vẫn giữ cái nghề truyền thống này kết hợp với làm du lịch. Thì khi mà không có du lịch thì cái sản phẩm của mình vẫn có và nó vẫn tạo được một cái thu nhập ổn định. Nó là thu nhập đủ để mình trang trải trong cái cuộc sống, trả lương anh em mà mình vẫn sống nó ổn định. Mặc dù có đóng góp cho phát triển kinh tế, tuy nhiên thực trạng chung hiện nay tại các làng nghề đó là các cơ sở sản xuất chủ yếu bằng thủ công, máy móc, thiết bị lạc hậu. Vì vậy, những sản phẩm của làng nghề khó cạnh tranh được với các sản phẩm công nghiệp. Thực tế này khiến không ít làng nghề phải chật vật để tồn tại. Và cũng đã có cả những làng nghề, giờ chỉ còn là tên gọi trong ký ức. Để hỗ trợ các cơ sở và sản phẩm nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, thời gian gần đây, thông qua sự chủ động kết nối của Sở Công Thương Quảng Nam, một số hợp tác kết nối vùng miền, tôn vinh nghệ nhân thợ giỏi, hỗ trợ gắn kết với các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Nhà nước thì chỉ ban hành những cơ chế chính sách, còn cái thành công hay không do cái tư duy trong đổi mới, tư duy trong chuyển đổi số, tư duy trong cái thương mại điện tử để thay đổi một cái thói quen, một cái cách nghĩ trong cái chuyện buôn bán thì nó đóng vai trò quyết định cái phát triển thương mại điện tử. Dần dần nó sẽ thay thế bớt cho những cái loại hình là kinh doanh theo mô hình truyền thống. Không chỉ đưa sản phẩm, giới thiệu các làng nghề đến với công chúng và du khách trong và ngoài nước, sự hỗ trợ này còn là hướng tiếp cận mới của các làng nghề thông qua các diễn đàn và sự phản hồi của khách hàng ngay khi có cơ hội tiếp cận với sản phẩm. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 8 tới đây, học sinh trên địa bàn Quảng Nam sẽ tựu trường bắt đầu năm học mới 2022-2023. Để chuẩn bị cho năm học mới này, ngành giáo dục đào tạo đã và đang gấp rút thực hiện những nội dung công việc gì? Một vấn đề quan tâm tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những ngày này, tại trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, phường Thiện Ngọc, thị xã Điện Bàn, không khí rộn ràng bởi những buổi tập của đội trống văn nghệ để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Thời gian từ nay đến năm học mới 2022-2023 không còn nhiều. Để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho năm học mới, ban giám hiệu các trường đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, sẵn sàng cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới với quyết tâm ở mức cao nhất. Là về cái môi trường trong và ngoài lớp học, về cái điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng được cái việc dạy và học, chuẩn bị các cái điều kiện về trang thiết bị dạy học và xây dựng cái kế hoạch để giáo dục cho trẻ, cũng như cái công tác là phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và cộng đồng trong xã hội, cũng như công tác là đánh giá trẻ sau mỗi chủ đề, đánh giá sự phát triển của trẻ. Nhà trường bám theo kế hoạch của sở giáo dục triển khai để mà sắp xếp thời gian tập huấn. Ví dụ trong cái năm 2021 là tình hình dịch bệnh, nhưng mà nhà trường cũng ưu tiên ví dụ những cái phòng về trang bị về công nghệ thông tin để có thể là giáo viên là tập huấn trực tuyến
để cho các giáo viên phải nắm bắt được cái nội dung chương trình dạy học để mà thực hiện theo đợt cái yêu cầu. Ngay khi kết thúc năm học 2021-2022, Ban giám hiệu các trường đã tham mưu cho lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo đầu tư cải tạo một số hạng mục xuống cấp của trường, đồng thời cũng xin bổ sung thêm một số cơ sở vật chất để bảo đảm công tác dạy và học. So với mọi năm, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới ở các địa phương được chủ động thực hiện từ khá sớm. Trong thời gian nghỉ hè, một số trường đã sớm triển khai công tác nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất. Ngay từ trong tháng 6, tháng 7, thì thị xã đã tham mưu với lại tỉnh bổ sung cái nguồn kinh phí là 13 tỷ 8 để mà hỗ trợ cho các trường sửa chữa cơ sở vật chất. Thì đến nay cái cơ sở vật chất của các trường là khá đảm bảo để phục vụ cho cái việc học tập của năm học mới. Nội dung thứ hai thì trên cái cơ sở kế hoạch của Bộ Giáo dục và kế hoạch không thời gian năm học của tỉnh thì phòng cũng đã có cái văn bản chỉ đạo cho các trường về cái việc chuẩn bị năm học mới. Thì trong cái tuần này thì phòng sẽ cử anh em cán bộ của phòng sẽ về trường để kiểm tra cái việc chuẩn bị và có đôn đốc nhắc nhở để mà thực hiện tốt hơn cho cái lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Thì trong quá trình triển khai có cái nhiệm vụ để chuẩn bị khởi động học mới, thì về phía phòng giáo dục cũng đã tham mưu ban dân huyện là đầu tư kinh phí sửa chữa, sửa son trường lớp. Đến nay cơ bản là trường lớp cơ bản đảm bảo được khởi động học mới. Thì tuy nhiên hiện nay cái khó nhất của phòng giáo dục hiện nay đó là tình hình thiếu giáo viên, trong khi là chúng ta tiến hành là triển khai cái chương trình thao sách lớp 3, lớp 7. Nhưng mà khó hiện nay là cái thiếu giáo viên rất là trầm trọng. Đội ngũ giáo viên hiện nay thì tiểu học thì thiếu nhiều nhất với 102 giáo viên. Thì cái đó bài toán đó thì chúng tôi cũng tìm cách để mà hoạt động giáo viên cho nó đảm bảo cho cái chương trình cho giáo viên lên lớp để dọn dẹp. Nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục cho cả năm học, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam đã tổ chức cho giáo viên tham gia tập huấn tìm hiểu các nội dung chương trình giáo dục mới bằng nhiều hình thức để các trường không bị động khi áp dụng. Đến thời điểm này, các trường đã hoàn thành việc bố trí phân công chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón học sinh tự trường khai giảng năm học mới, ngành sẵn sàng các phương án nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong năm học mới, bảo đảm chất lượng dạy và học trên địa bàn. Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị. Thì hiện nay đó, theo báo cáo của các địa phương thì các địa phương đã tập trung xây dựng trên 200 phòng học với tổng kinh phí là hơn 100 tỷ đồng ở các địa phương, và nhất là ở cấp học mầm non và cấp học của tiểu học. Như vậy thì cũng đảm bảo tăng cái số phòng học kiên cố để phục vụ cho năm học mới. Đồng thời đó, chúng tôi cũng khảo sát cùng với các huyện miền núi cao, nhất là huyện Tây Giang và Nam Trà My. Ở hai cái địa phương này là hiện nay còn khoảng 46 phòng học và tạm. Thì Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với địa phương khảo sát, đánh giá, sắp xếp lại các cái phòng học, các cái điểm trường ở đây. Về trang thiết bị dạy học, nhất là triển khai cho cái chương trình phổ thông 2018 thì ở các địa phương đã tập trung các nguồn lực để lo đủ sách giáo khoa và đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho các cấp học. Năm học tới, tỉnh Quảng Nam đón gần 375.000 học sinh các cấp học, tăng khoảng 10.000 học sinh, tăng 309 lớp ở tất cả cấp học. Với sự chuẩn bị chu đáo của các trường, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, tin chắc rằng ngành giáo dục đào tạo Quảng Nam sẵn sàng bước vào năm học mới 2022-2023 theo đúng kế hoạch đề ra. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Bây giờ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt.